Chào các bạn, chào Bảo Trâm, chào các anh em trong nhóm Việt Vision, và chào bà con cô bác, quốc nội, còn hải ngoại. Hôm nay á, Kimmy có bài nói về ba que, bọn phản động, kẻ phản quốc, kẻ biến chất, kẻ phản bội lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi mà bác Tổng Bí Thư lên nắm thêm một cái chức vụ nữa là Chủ tịch nước, thì tất cả bọn phản quốc ganh tức điên cuồng lồng lộn lên, xuyên tạc chửi mắng đủ điều đủ kiểu. Sự thật thì cái mi cũng cực kỳ bận lắm anh chị, và thêm có một phần về sức khỏe nữa, cho nên á là cái mi cũng ráng hết sức cố gắng để đem đến cô bác anh chị em, nhất là các bạn, chia sẻ một bài nói về hôm nay của bên mi. Bác Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, nay làm thêm chức vụ Chủ tịch nước là một trách nhiệm rất nặng nề mà nhân dân và quốc hội giao phó với một đất nước hơn 90 triệu dân, là hơn mà chính quyền ngụy của Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. Đó, thì cái chính quyền đó họ chỉ quản lý cái số dân hơn 10 triệu. Cả chế độ và một đội quân hoàn toàn do Mỹ nuôi cả, sống tất cả đều trông chờ, vào viện trợ của Mỹ. Còn bây giờ nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự chủ, tự quyền. Đảng Cộng sản lãnh đạo mà xây dựng nó từ một đống đổ nát hậu quả của chiến tranh kéo dài. Đó, thì lấy đất nước phát triển cả thế giới đều biết đến tên Việt Nam và tên của Bác Hồ Chí Minh. Thì đó là niềm tự hào của toàn dân tộc Việt Nam, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, nay đứng trên vị trí cả thế giới đều biết, như một đội quân có hơn 30 chiến sĩ chân đất, áo vải, gậy gộc, súng ống thô sơ mà đánh đổi được thực dân Pháp. Hơn 80 năm đô hộ, đánh đổi được quân xâm lược Mỹ là một số nước đồng minh. Thì cái
một một cái nước mà Việt Nam đã trải qua hai cuộc chiến tranh dài như thế vậy, thì thử hỏi đám phản động phản quốc đó có làm được như vậy không? Thì cái My cũng quên nói lại cái câu mà bọn đồng minh đó của Mỹ đó, cộng với hơn triệu quân ngụy thì xứng danh là một cái quân đội anh hùng đó. Thì thử hỏi đám phản động chúng mày có thằng nào có tài năng lãnh đạo đất nước được như vậy không? Hay chúng mày chỉ tụ tập nói xấu, chê đầu này chửi đầu kia, lừa bịp đồng bào ở hải ngoại này để kiếm tiền nuôi thân, làm nghề chính trị chống cộng, mà chống cộng gì mà chống hoài, suối ở Việt Nam không là làm bậy đó, để nhiều người phải vào tù. Ta thấy á, ta thấy tụi bay á thất đức quá. Người ta đang sống yên ổn, không có chiến tranh. Tụi mày xúi hết người này làm bậy đến người kia làm bậy, để người ta vào tù, gia đình người ta khổ. Tụi mày là kẻ chuyên môn đó, gây hận thù đó. Bọn nó chuyên môn gây hận thù. Rồi dần dần tụi mày cũng chết dần dần, chết mòn, chết trong ảo tưởng. Tụi mày mà thương ai? Tụi mày mà thương à? Tụi mày thương bản thân của tụi mày còn chưa xong kìa. Đó. Còn bọn á, trí thức cơ hội chui vào đảng để cầu vinh, cầu thân, để được làm ông này bà kia, để trở thành ông kia bà nọ. Chứ tụi bay đâu có phải là vào đảng để bảo vệ tổ quốc và phục vụ nhân dân đâu. Nhưng mà không đạt được mục đích thì trở thành bất mãn. Khi đảng sờ tới thì tụi mày bỏ chạy. Loại như là cái loại như cái bọn này á, thì trước sau gì đảng cũng phải đuổi ra khỏi đảng thôi. Cho nên bọn bay chạy chạy trước. Mà tuyên thệ láo xược để chui vào đảng, đến khi lòi cái bộ mặt đê hèn, bộ mặt gian dối gian manh thì lên tiếng bỏ đảng. Các vị nghĩ rằng là nhân dân không có ai biết à? Dở cái trò bỉ ổi hả? Mà các ông
Tưởng không ai biết à? Vì gian xảo lưu manh, một lũ xấu xa thật chơ chẽn, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Một lũ đầu trâu mặt ngựa, tôi khinh, tôi rất khinh các vị. Rồi đây nhân dân và người đời sẽ vùi dập các vị, con cháu của các vị cũng nhục nhã xấu hổ vì các vị. Những cái bọn này á, kêu Mỹ á, rước hết đi đó, kêu Mỹ rước hết đi á, là các anh chị. Vì Mỹ á, thì rất thích là cái loại cặn bã, cái loại cặn bã này. Và cũng như Vương Văn Thạ đó, Mỹ rước luôn đi đi à, chứ ra mà ra tù á, nhân dân á, họ đập chết. Mà cái quan trọng là cái công an á, thì không có thể nào mà bảo vệ 24/24 được đâu nha. Cái tội mà nó kêu tên Bác Hồ, nó chửi, nó kêu á, đảng á, thì họ còn có thể tha thứ cho. Nhưng dám đụng đến vị cha già dân tộc, là một vị thánh trong lòng của họ, một vị cha già dân tộc vĩ đại. Các vị thánh tăng và các vị đạo cao đức trọng, họ đã tôn kính thờ phụng Bác như là một vị Phật và một vị Bồ Tát. Và các vị đạo cao đức trọng này là họ đã nhận và nhìn thấy Bác Hồ là một vị Bồ Tát đến đất nước Việt Nam để cứu nước, cứu dân. Nhưng mà nó dám cả gan, nó chửi, thì cái hậu quả của những kẻ phản quốc, phản động này mà đang sống gần người dân, thì thử hỏi người dân có tha thứ cho nó được hay không? Công an tha thứ bảo vệ, nhưng mà lòng dân không bao giờ tha thứ. Nói cho bọn mới biết đó. Như ta hỏi bọn bay, Cộng sản làm theo di chúc của Phật Hoàng Trần Văn Tông là xấu à? Đánh quân xâm lược, đập tan bè lũ tay sai bám nước là xấu à? Bọn mắt xanh mũi lỏ cứ vô tư mà hốt hết bọn phản quốc về mà xài mà sai mà khiến đi, thử coi làm được gì cộng lông của cộng sản. Bọn Mỹ chuyên môn hốt những cái loại rác rưởi phế thải cặn bã của Việt Nam. Mà bọn bay thấy cộng sản chưa? Bọn bay chửi, bọn bay chửi cộng sản, bọn bay rủa, bọn bay cầu kinh, bọn bay đánh chuông, bọn bay cầu cho cộng sản sập đổ, cầu cho từ các cấp
chính quyền đều bị chết hết. Tụng kinh, chù yếm, bác tổng bí thư á, Nguyễn Phú Trọng á, thì bọn bay á, là nguyện rủa những lời độc ác mất dạy nhất, xấu miệng xấu mồm á, cầu làm sao mà bây giờ á, bác lại nắm luôn á, cái chức vụ của chủ tịch nước, tức không? Trong khi á, cái bọn phản động và bọn dân chủ cụi, bọn phản quốc, thì từ đời ông cha tụi bay đến cái đám mà cắt ké con tụi bay á, mãi 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 là lưu vong. Muốn làm một cái chức vụ trưởng ấp trong làng trong xã cũng không, cũng còn không được nữa kìa. Thèm lắm phải không? Bọn mới thèm nắm chính quyền lắm phải không? Cứ gào thét, cứ xúi dục đi, rồi chết lần chết theo á, ông cha tụi bay, rồi xuống âm phủ á, mà cầu mà cứu cái gia đình chị đó, là ông cha của bọn bay đó. Còn bọn mà phản bội phản quốc cùng bọn biến chất á, là cái đồ qua cầu rút ván, ăn rồi quẹt mỏ như gà, thì bọn bay cũng theo bọn lưu vong kêu Mỹ nó rước qua đi. Rồi bọn bay á, tụ họp lại, bọn bay á, là cá mè một lứa, một lũ ô hộp dòi bọ bẩn thỉu, thì bọn bay hãy ra khỏi đất nước của tổ tiên của các vị vua hùng đây. Bọn lưu vong bay cầu kinh, bay tụng kinh giỏi quá, hay quá à. Sao bọn bay không có cầu á, cho bố Mỹ bay đi, cho bố Mỹ bay đi tiêu diệt hết cả trên thế giới này đi. Bây giờ bọn bay đó cầu giỏi quá à, cầu cho nó diệt luôn tất cả trên thế giới này. Sao tụi bay cầu kinh giỏi thế hả? Mà bọn bay tuyên truyền, bọn bay nói là ở mà ở bên cái nước Việt Nam á, mà bay rình rập, bay coi hễ mà xảy ra cái vụ gì mà bị như là bị tai nạn á, như là bị accident, hay là bị cháy nhà cháy cửa, hay là bị những cái vị mà công an nào mà họ bị bệnh, họ bị mất á, thì bọn nó nói là bọn nó cầu kinh á, bọn nó cầu kinh á cho chết hết vậy đó. Vậy thì cái bọn ngông cuồng điên cuồng kia, cái bọn phù thủy, miệng mồm phù thủy độc ác kia, nó vừa rồi á, cũng có một cái thằng già, một cái thằng già phản quốc á, thằng già này là nó tên gì đó, bởi vì Kimmy cũng lượt qua nhìn thấy thôi, thì Kimmy thấy nó giọng chuông tung tung tung, mà nó tụ họp lại cũng trong cái bàn thờ, nó cũng có nhiều cái tôn giáo lắm à. Có tôn giáo Cao Đài, có tôn giáo Hòa Hảo, có tôn giáo cái gì Công giáo gì tùm lum hết trơn á, thì là nó ngồi nó cầu kinh, nó cầu nó kêu hết cả tôn giáo gì đó để mà lật đổ cộng sản, để cho sụp đổ cộng sản, để cho những cái bác mà nắm chính quyền Việt Nam là đều bị chết hết này kia kia nọ. Cái Mi thấy là cái bọn này sao mà từ hồi ông cha nó đến bây giờ sao nó lúc nào nó cũng chơi những cái trò này hết trơn á. Công nhận là cái bọn này nha, cái thời mà thằng Thiệu đó thì
thì là trở lại đó, thì là nó dùng những cái thủ đoạn này không gì hả. Thì hôm nay á, là cái mi thấy đó là cái bọn mà mấy cái thằng già mà Việt Nam Cộng Hòa này nè, mấy cái thằng phản quốc này nè, nó vẫn còn theo cái vụ mà cầu kinh cầu đồ cho người này, yếm chùa cho người này chết cho người kia sống như vậy đó. À, trời ơi cô, cậu hay quá. Mà hiện nay đó như là vừa qua đó thì bọn bay đó, sao mà bọn bay cầu giỏi thế, bọn bay cầu những gì tai nạn tai họa gì mà giáng xuống bên Việt Nam đó, những vị mà người ta accident hay người ta bệnh hoạn gì đó mà người ta có làm trong cái chức chính quyền hay là cái gì đó người ta bị cái gì thì bọn bay nói là bọn bay cầu bọn bay làm không à. À sao hay thế à, thế thì hồi xưa sao bọn bay không cầu cho bố Mỹ bay á, nó chiếm được cả nước Việt Nam đó, sao bay không cầu đi. Rồi đây nè, cũng như gần đây á, thì bao nhiêu năm qua đó, sao bọn bay đến cái nước Mỹ này, sao bọn bay giỏi quá, bọn bay cầu giỏi quá, sao bọn bay không cầu cho bố Mỹ bay lúc trước đó, khi mà bị cái thằng khủng bố đó, cái thằng mà Osama bin Laden đó. À, cái mi nói chậm chậm lại cho cô bác anh chị trong nước mình hiểu nè. Cái tên mà khủng bố ở bên New York đó là Osama bin Laden. Thì tại sao bọn bay không cầu cho cái thằng đấy đó, nó vừa khủng bố thì bay cầu cho nó chết liền đi. Thì là lúc đấy đó thì cái bọn Mẻo nó, cái bọn Mỹ á, nó đâu có mất một cái thời gian cả chục năm hơn rồi, nó đâu có bỏ bom bỏ đạn bỏ tiền ra để mà đi tiêu diệt cái Osama bin Laden mà tốn cái thời gian và tốn cái tiền, bay biết một cái trái bom là bao nhiêu tiền rồi, thấy không? Thế thì giỏi quá thì không giúp cho bố Mẻo đi. Và hiện nay bố Mẻo cũng đang muốn, bố Mẻo của bọn bay cũng đang muốn thâu tóm hết cả thế giới. Thì bọn bay lo tập trung nè, cầu kinh đi, cầu kinh lại, cầu đi, như là cái thằng mà Thích Thông Lai đồ đó đó, rồi những thằng BD gì đó, cầu kinh đi. Trời ơi, cầu cầu giùm bố Mẻo đi, đặng mai mai mốt bố Mẻo thâu tóm hết North Korea, South Korea, anything, anything bố Mỹ đang đang want get anything the country. Sao bọn bay không hét bố Mẻo để cầu đi? Còn đối về với đất nước nhỏ bé Việt Nam của quê mẹ chúng tao và của các vị vua hùng chúng tao, nhỏ bé mà bọn bay chê bai nghèo nàn thì bọn bay quan tâm đến làm gì? Quan tâm đi, quan tâm để giúp bố Mỹ của tụi bay đi nha. Đó thì bây giờ đó thì cái bọn này nó cuồng điên, nó bệnh hoạn, nó thần kinh, nó ngu si thế mà nó đòi lật đổ cộng sản. Lấy lại đất nước. Lấy lại đất nước Việt Nam để nắm chính quyền phải không? Vậy xin hỏi bọn bay nắm chính quyền để biến cái người dân thành thầy phù thủy à? Vì ông cha của bọn bay cũng đã biến người dân thành bầy quả đen. Hiện nay đó linh cẩu quả đen á, cũng nhiều lắm rồi nha. Cũng có rất là nhiều người ta là tu chân chính cũng có, nhưng mà hiện nay á, là cái tình trạng mà cái bọn mà bên Việt Nam đó, mấy thằng linh cẩu đó thì nó rất là nhiều á, nó cũng cái mi thấy cũng rất là nhiều rồi. Vì cái bọn mà Việt Nam Cộng Hòa đó, đó thì lúc nào nó cũng sử dụng là bàn môn tả đạo đó, nó lúc nào nó cũng sử dụng cái bàn môn tả đạo không à. Như thằng Thiệu á,
cũng rước thầy nha, nó rước thầy, thầy ngải đó, thầy bùa đó, à, để mà dùng bùa ngải, dùng bùa ngải để mà hại hại Bác Hồ của mình. Nhưng mà cái thằng thầy ngải á, nó bị bắt á, thì nó khai ra hết. Vì hồi xưa nó đi theo cái con đường mà ở từ cái dòng mà, tại vì nó bên Sim á, bên Sim là kia bằng Thái Lan đó các anh chị, nó đi qua bên cái hướng đấy đó, thì nó về bên hướng đấy á, thì nó được cái quân khu 7 á, quân khu 7 của cách mạng của chúng ta bắt nó. Thì thấy nó thụp ló đó, thì quân khu 7 không biết nó là tà hay chánh hay là cái kẻ nào, thì người ta mới bắt nó. Thì khi bắt thì điều tra ra đó, thì hỏi hết đó, thì nó khai ra hết à. Đó. Thì vì không có hiểu sao, nó nói là nó không có hiểu sao mà nó dùng 7 lần 7 49 ngày điều khiển âm binh mà không nhập nổi được Bác Hồ, mà bị đánh trả lại, nó bị học máu mồm. Đó. Thì nó bị học máu mồm như vậy, thì nó lại không có biết là tại sao mà phải thua cái trận đó, rồi nó phải đi về. Thì thằng Thiệu nó thấy cái bọn Mỹ đó mà giết cái thằng Diệm đó, thì nó cũng là tìm cách để bảo vệ cái mạng sống của nó. Thật là khổ cho một kiếp tay sai, khổ cho một kiếp làm kẻ đánh thuê, đánh thuê cho bố mẹo, bố Mỹ nha, đánh thuê cho bố Mỹ nha. Thì bọn bay không tin, bọn bay hỏi đi, bọn bay hỏi cái con mụ Mai đó, vợ của thằng Thiệu đó, nó còn sống đó, hỏi nó đi nha, coi Kim My nói có đúng hay không nha. Nó mở cái đấu trường ra, nó tìm những tay võ sĩ giỏi nhất thời bây giờ để nó kêu bảo vệ cho nó. Bên tả một ông, bên hữu một ông, thì là hai vị này là một người là tên là Mười Đen, một người tên là Duy Tăng. À, không phải Duy Tăng, Tăng, tôi nói nhầm, Tăng. Thì vừa võ, vừa bùa ngải là cái ông Tăng. Ông Tăng là võ rất là giỏi, mà vì cái ổng có luôn một cái loại cái võ, mà loại võ bùa. Nhưng tiếc thay, hai vị này luôn luôn để ý và theo bảo vệ cho các chú bác, anh chị, cô bác hoạt động cách mạng. Thì bọn mới thấy không? Mặc dù hai ông ở trong á, bảo vệ cho cái bọn á, bay, nhưng mà tấm lòng của họ không có, theo. Thấy chưa? Họ không có theo bọn bay. Nhưng mà bọn bay không có biết và không có hiểu tại sao mà họ lại không theo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa của bọn bay. Mặc dù họ sống, họ lấy tiền của bọn bay họ ăn, nhưng mà họ vẫn đánh trả lại bọn bay. Thì bọn bay á, có cái đám con cháu của bọn bay đó, hãy tìm lại
mà hiểu đi, mà tìm lại, chứ đừng có ngày ngày ngồi đó ban đêm mà chửi mà rủa, mà cứ nói rằng là ta đây là Việt Nam Cộng Hòa, là nước Việt Nam của ta, tự nhiên rồi cái bị xâm chiếm, bị lấy, cứ tối ngày nói cái luận điệu đó không à. Mà người dân họ đã không chấp nhận bọn bay biết chưa. Như là Kimmy thấy vừa qua đó, khi mà bác Kimmy theo dõi, Kimmy thấy bác Tổng Bí Thư, bác có cái bài phát biểu, thì Kimmy thấy trong cái bài phát biểu của bác Tổng Bí Thư á, để mà bác nhận cái thêm một cái trọng trách lớn và nặng nữa là chủ tịch nước, thì Kimmy mới thẩm thấu những lời phát biểu của bác. Mà Kimmy nhìn ra thì Kimmy được biết, được học từ lúc còn nhỏ, mà Kimmy có học là bây giờ Kimmy không có biết là cái lúc đấy Kimmy học thì bốn cái tâm trên cái thế gian này, loài người chúng ta có bốn cái tâm. Thì không biết bây giờ Kimmy không biết đây là cái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là cái lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì Kimmy cũng quên rồi, bởi vì mấy chục năm nay rồi Kimmy không có nhớ rõ. Nhưng mà Kimmy nhớ là khi đấy đó thì được sư ông Kimmy giảng dạy bốn cái tâm. Thì Kimmy nói cho các anh chị nghe bốn cái tâm là như thế này. Thì tâm như nước, tâm như hoa, tâm như núi, tâm như đất. Thì bây giờ Kimmy cũng nói lại nhớ và nói lại như vậy. Nếu như các sư thầy nào mà có biết được bốn cái tâm này thì cũng xin nói lại cho Kimmy để học hỏi thêm. Vì nhiều khi nói cũng không có chuẩn lắm, là bởi vì Kimmy ra khỏi nước Việt Nam cũng đã lâu, khá lâu, và học thì cũng lúc thời đấy còn nhỏ, cho nên cũng là nhớ như bao nhiêu thì Kimmy chỉ chia sẻ bao nhiêu là bốn cái tâm. Nếu như có sai trái thì xin các vị sư thầy thông cảm bỏ qua và trả lời lại cho, dạy lại cho các phật tử và các mà bà con của bác anh chị đều hiểu bốn cái tâm này. Thì lúc đấy là không biết có phải là cái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh hay là của bên nhà Phật thì Kimmy không biết, nhưng mà Kimmy nhớ Kimmy có học như vậy. Thì tâm như nước là như thế nào? Tâm như nước là nước khi nước nó không có yên, khi cao khi thấp, nổi dậy nổi sóng, nó chuyển động, nó không đứng vững, mặt nước không bao giờ yên lặng thẳng thẳng, đó là tâm như nước. Rồi tâm như hoa, tâm như hoa thì cái hoa thì nó rất là đẹp, ai cũng thích những loài hoa đẹp, nhưng mà hoa nó đẹp rồi thì nó sẽ tàn, nó cũng sẽ mau tàn, nó sẽ phai. Rồi thì các anh chị biết đó, thì hoa thì nó đẹp một thời, hay là hôm nay nó đẹp rồi ngày mai nó sẽ héo, ngày mai nó sẽ tàn, thì là cái hoa nó cũng có một thời để đẹp, phải không? Đó là tâm như hoa, là cái ý nghĩa nó như vậy. Rồi tâm như núi, tâm như núi thì núi á thì nó chứa đựng và nó bao dung
như là đủ loại hết trong núi. Nó có nào là những cái cây này, những cái có cái cây độc, rồi nó cũng có những cái cây mà tươi tốt, rồi nó cũng có những cái cây đem lợi ích cho ta, rồi nó cũng chứa rất là nhiều cái thành phần thập cẩm. Đó là tâm như như núi. Thì các anh chị hiểu tại sao tâm như núi? Tâm như núi là cũng có thể là bao dung, chứa chấp những cái thành phần mà có thể ta tha thứ, có thể ta bao dung, có thể ta độ lượng, là tâm như núi. Còn tâm như đất, tâm như đất là như thế này. Đất thì phẳng lặng, đứng im, nằm im một chỗ bất động. Dù có chửi, dù có phóng uế, dù có phóng dơ, dù có chà đạp đất, dù có nguyền rủa đất, dù có dẫm nát đất, đất cũng vẫn im liềm. Đất không bao giờ trả lại ta bất cứ một điều gì. Ta làm gì đất cũng nằm im để cho ta làm. Đất vẫn im lặng mà sống với cái thế gian này. Thì đây là bốn cái tâm. Thì sau đấy cái mi được nghe giảng rồi, thì là cái tâm mà tốt nhất là cái tâm như đất. Thì hôm nay cái bài phát biểu của bác chủ tịch, là bác tổng bí thư đó, thì bài phát biểu đó Kim My thấy cái tâm như đất này là cái tâm của bác và cái tâm của đảng cộng sản. Cho nên Kim My thấy rõ ràng bao nhiêu ngày tháng năm nay, từ khi bác làm tổng bí thư cho đến hôm nay, thì bác có phải là giống như đất không các anh các chị? Bác có bao giờ than phiền, trách móc, hay là giận hờn ai, hay là phản biện lại, hay là thanh minh thanh nga, hay là bác thù hận ai không? Không. Họ đổ oan cho bác, họ vu khống cho bác, họ làm đủ điều đủ kiểu, họ xuyên tạc, họ bịa đặt, họ đặt chuyện cho bác. Bác vẫn im lặng, mà bác chỉ có ý chí và cương quyết và trí tuệ để làm sao đạt được cái giúp cho đảng và giúp cho nhân dân và giúp cho đất nước. Với tuổi đã cao, nhưng bác, cái tâm của bác, thì Kim My mới chợt thấy trong bài phát biểu của bác, thì Kim My mới nhận ra được. Nếu ai hãy xem lại những bài phát biểu của bác, tuy là đơn sơ nhẹ nhàng và rất là ngắn gọn, không có gì là giống như là bao la, hay là không có gì là cảm thấy là một cái lý thuyết gì cả. Nhưng đấy là một cái lý thuyết. Một cái lý thuyết này và một cái trí tuệ này là Kim My đã nhận ra, và Kim My đã nhớ ra là Kim My được học bốn cái tâm. Thì Kim My cũng nhận ra với một vị lãnh tụ, làm cho Kim My nhớ lại một vị lãnh tụ, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn. Thì các anh chị nhìn đi, hôm nay với cái tâm mà Kim My thấy bác tổng bí thư, bác chủ tịch nước, thì Kim My mới nhớ lại không khác gì cái tâm của vị chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ tịch vĩ đại Hồ Chí Minh, một người cha già dân tộc. Khi rời khỏi đất nước Việt Nam thì cái tâm của bác cũng y như vậy, cũng như là đất, tâm như đất, tâm như đất. Thì như thế đấy là cái tâm cộng sản, như thế đấy là người cộng sản. Thì bọn Mỹ, bọn mắt xanh mũi đỏ, không
thể nào dùng bom, dùng đạn mà tiêu diệt được cái tâm của cộng sản. Bọn nó thua là bọn nó thua về cái tâm của cộng sản và cái trí tuệ của cộng sản. Đừng nghĩ rằng bom đạn mà chia rẽ dân tộc. Các chiến sĩ cách mạng, vị lãnh tụ Hồ Chí Minh đã là dạy một cái bài học khi sáng lập ra Đảng Cộng sản, thì phải tâm như đất. Chỉ có tâm như đất, như bài phát biểu của bác, thì bọn mắt xanh mũi lõ mới sợ nhân dân, mới sợ Đảng Cộng sản thôi. Cho nên tại sao tất cả mọi người là đoàn kết với nhau và luôn luôn phải giữ cái tâm như đất này. Và cái tâm như đất này là đã chứa đậy và vị chủ tịch Hồ Chí Minh đã có từ khi là ra khỏi nước Việt để tìm đường cứu nước. Thì bọn ngụy, bọn bay, bọn phản quốc và bọn phản bội, bọn bay không hiểu ra, không nghĩ ra, bọn bay chả biết gì hết, mà bọn bay cứ nguyền rủa, cứ chửi, bọn bay cứ nghĩ rằng tại sao nhân dân không theo bọn bay. Bọn bay muốn nhân dân theo bọn bay thì bọn bay phải có cái tâm như đất. Đó thì cái mi xin là nói với cô bác anh chị như thế này. Thôi thì mình á thì làm sao mà có một cái tâm trí tuệ như đất như các bác trong đảng ta. Thì thôi mình làm người thì thôi mình cứ chọn cái tâm mà nó như hoa đi, như núi đi, xài đỡ tạm cũng được, chứ đừng có xài cái tâm như nước. Hiện nay đó, cái bọn mà phản quốc phản bọn một bội đó là tâm nó là tâm như nước đó, và cái bọn biến chất nó cũng là tâm như nước đó, vì nó cái tâm của nó không có vững. Khi nó mê tiền, nó hám lợi, lúc cái nó nói này, lúc nó nói khác, thì nó giống như nước. Cái nước thì lúc dâng, lúc trào, lúc xuống, lúc nghiêng, lúc qua, rồi lúc văng lên, lúc xáo động. Nó cứ cái tâm của nó cứ tùm lum tùm la, nó không có biết đâu là tà, đâu là chánh. Thôi bên đây cho tao tiền thì tao đi phản quốc, bên đây cho tao tiền kêu tao chửi bên đây thì tao chửi bên đây, rồi cái mai mốt cái nó nói đó thì thôi đi. Các anh chị nhớ đừng xài tâm như nước nha. Thôi thì xài như hoa đi. Như hoa thì nó cũng đẹp. Đôi khi nó đẹp rồi nó cũng... cái tâm như hoa thì nó đẹp là bởi vì khi nó đẹp thì khi chúng ta đến với nhau, chúng ta chơi với nhau thì chúng ta đối xử với nhau rất là đẹp tốt. Khi chúng ta có chuyện gì đó thì chúng ta chia tay ra thì chúng ta không có còn cái tâm mà giống như là mình coi như là nó tàn, nó héo rồi, thì mình cũng thôi lấy cái tâm như hoa cũng được đi. Nhưng mà tốt nữa thì cái tâm như núi đi, cái tâm như núi cũng được. Tâm như núi thì nó cũng có một cái chút từ bi, ta có thể tha thứ, ta có thể khoan dung, bao dung, ta có thể độ lượng. Đó thì cái mi á, hôm nay cái mi có cái bài chia sẻ đến đây thì
Kim My xin chào Bảo Trâm và chào các bạn, chào các cô bác anh chị, chào anh em nhóm của Việt Vision. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người dẫn đầu, trong lòng người